Xin kính chào các quý khán giả của An Tâm Sống Khỏe. Thưa quý vị và các bạn, thức ăn có ảnh hưởng lớn nhất đến cơ thể và sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, các cơ quan đã cảnh báo nhiều người trong số chúng ta không nghĩ về thời gian ăn uống của mình. Mặc dù một số người trong số chúng ta có thể lựa chọn thực phẩm cực kỳ lành mạnh, thế nhưng nếu chúng ta không chú ý vào giờ giấc ăn uống, ví dụ như là ăn quá nhiều đồ ăn vặt trước bữa chính, hay là ăn một bữa cho cả ngày, hoặc là thời gian giữa các bữa ăn cách nhau quá lâu, thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đang tự hủy hoại sức khỏe của mình. Tuy nhiên, không nhiều người trong số chúng ta chú ý đến thời điểm ăn uống hàng ngày mà không biết rằng không phải những gì bạn ăn mà thời gian ăn uống mới là yếu tố giúp bạn khỏe mạnh. Vậy thì cụ thể, thời gian ăn uống ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào? Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong video dưới đây của An Tâm Sống Khỏe. Trong nhiều thập kỷ qua, các chuyên gia dinh dưỡng không ngừng tranh luận về chế độ dinh dưỡng tối ưu cho sức khỏe. Ngày nay, ngoài những thực phẩm nên dùng, họ còn cho rằng thời gian ăn uống cũng góp phần không nhỏ trong việc tăng cường sức khỏe ở một người. Một nghiên cứu gần đây đã chứng minh hoạt động của cơ thể sẽ đạt mức tối thiểu khi bạn ăn uống đúng cách. Cụ thể hơn, thời gian ăn uống của bạn nên phù hợp với nhịp điệu sinh học. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy tình trạng xáo trộn nhịp điệu sinh học do bỏ bữa, ăn muộn hay ăn khuya dễ dẫn đến hàng loạt các vấn đề liên quan đến quá trình trao đổi chất. Mặt khác, điều này cũng là tiền đề khiến cân nặng tăng một cách nhanh chóng. Thời gian ăn uống ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao? Tiến sĩ Satchik Panda, chuyên gia về nghiên cứu nhịp điệu sinh học đã lập luận rằng các phản ứng trao đổi chất của một người có xu hướng cải thiện khi thời gian ăn uống của người đó chỉ nằm trong khoảng 8 đến 10 giờ mỗi ngày. Thêm vào đó, bữa ăn đầu tiên nên bắt đầu vào buổi sáng và bữa cuối cùng nên diễn ra trong khoảng 6 đến 7 giờ tối. Phương pháp này còn có tên gọi khác là khống chế ăn sớm. Xuất phát từ việc quá trình trao đổi chất diễn ra tuân theo quy luật của nhịp điệu sinh học, ví dụ như hormone, enzyme và hệ tiêu hóa hoạt động mạnh nhất vào buổi sáng và chiều tối. Tuy nhiên, không ít người lại có xu hướng ăn nhẹ hay ăn nhiều bữa rải rác từ khi họ thức dậy cho đến khi họ chuẩn bị đi ngủ. Mặt khác, trong một nghiên cứu của tiến sĩ Panda cho thấy, ông cũng ước tính trung bình thời gian ăn uống trong ngày của một người có thể từ 15 giờ trở lên. Bên cạnh đó, phần lớn mọi người thường bắt đầu ngày mới bằng một tách cà phê hoặc một ly sữa nóng và kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi với ly rượu vang, bữa ăn khuya, đồ ăn vặt như khoai tây chiên, các loại hạt khô, vân vân. Ngoài tiến sĩ Panda, không ít chuyên gia dinh dưỡng khác cũng đánh giá thói quen ăn uống như trên hoàn toàn là mâu thuẫn với nhịp điệu sinh học ở người, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tổng thể. Thời gian ăn uống không phù hợp với nhịp điệu sinh học gây nên những vấn đề gì? Từ lâu, các nhà khoa học đã tìm thấy chiếc đồng hồ chủ trong não bộ của chúng ta. Bộ phận ở vùng dưới đồi này chịu trách nhiệm chi phối chu kỳ thức, ngủ thông qua phản ứng với ánh sáng. Mặt khác, nhiều năm trước, một số nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện rằng mỗi cơ quan trong cơ thể đều có một đồng hồ riêng để chi phối chu kỳ hoạt động trong ngày. Nhịp điệu sinh học ăn sâu đến mức được lập trình sẵn trong chuỗi ADN và kết quả nghiên cứu cũng đã chứng minh hàng ngàn enzyme được đóng mở, ức chế và kích hoạt đều đặn mỗi ngày trong cùng một thời điểm. Theo nhiều chuyên gia, nhịp điệu sinh học giúp các bộ phận trong cơ thể có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sau 24 giờ hoạt động năng suất. Bạn thường xuyên ăn nhẹ trước khi đi ngủ hoặc dùng bữa khuya, hãy chấm dứt thói quen này trước khi quá muộn. Tiến sĩ Courtney Peterson, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học Alabama Birmingham cho biết, hầu hết bằng chứng nghiên cứu khoa học cho thấy tiêu thụ lượng lớn thức ăn vào ban ngày sẽ tốt hơn cho sức khỏe của bạn, chẳng hạn như sau. Khả năng đốt cháy calo của cơ thể giảm dần về đêm. Vào ban ngày, tuyến tụy tăng cường sản sinh insulin nhằm kiểm soát tốt lượng đường trong máu. Tốc độ sản xuất hormone này sẽ làm giảm dần khi trời tối. Đồng hồ sinh học ở ruột đảm nhiệm công việc điều chỉnh dòng chảy cũng như nồng độ enzyme hàng ngày, đồng thời quản lý quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng và loại bỏ chất thải. Tương tự insulin, nhóm enzyme tiêu hóa này cũng được sản xuất nhiều nhất vào ban ngày. Hoạt động của nhóm lợi khuẩn, vi khuẩn đường ruột trong ngày cũng diễn ra theo quy luật nhất định. Ngoài ra, chuyên gia Peterson còn cho biết việc thiếu ánh sáng mặt trời vào ban đêm kích thích não giải phóng melatonin, hormone chịu trách nhiệm điều hòa chu kỳ thức ngủ của một người. Vì vậy, việc tiếp nhận năng lượng cũng như dinh dưỡng vào thời gian này sẽ gây mâu thuẫn cho nhịp điệu sinh học. Khi đó, thay vì nghỉ ngơi, các bộ phận còn lại trong cơ thể sẽ nhận tín hiệu tiếp tục làm việc. Tác hại của việc ăn uống lệch nhịp sinh học.
tình trạng ăn khuya kéo dài dễ khiến cho hệ thống đồng hồ sinh học trong cơ thể không đồng bộ. Bên cạnh đó, thói quen ăn uống không điều độ còn gây thêm áp lực trên những cơ quan tiêu hóa, từ đó phát sinh thêm hàng loạt vấn đề. Như ăn uống không điều độ thì gây béo phì, cân nặng vượt quá tầm kiểm soát là hệ quả trực tiếp từ việc ăn uống không điều độ, suy giảm chức năng hoạt động của hệ tiêu hóa, hiệu quả trao đổi chất kém, sức khỏe tổng thể yếu dần theo thời gian, cân nặng thay đổi theo hướng tiêu cực, tương tác giữa dinh dưỡng, quá trình trao đổi chất và nhịp điệu sinh học. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về mối tương quan này, một số chuyên gia đã đưa ra các ví dụ về vấn đề sức khỏe cụ thể có thể xảy ra khi thời gian ăn uống và nhịp điệu sinh học không đồng nhất như sau. Đái tháo đường. Ngày nay, không ít công việc vì một số lý do mà phải phân chia thành làm ca. Trong đó, những người làm ca đêm có thể được trả công nhiều hơn, nhưng sức khỏe của họ càng có nguy cơ suy kiệt so với những người làm ca ngày. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ thời gian ăn uống cũng như nghỉ ngơi của họ không tuân theo nhịp điệu sinh học của một người bình thường. Theo thống kê từ một số nghiên cứu, việc làm ca đêm dường như có mối liên hệ mật thiết tới những bệnh lý như sau: béo phì, đái tháo đường hay còn gọi là tiểu đường, một số dạng ung thư, các bệnh về tim mạch. Do đó, bạn có thể thấy rằng ngoài sự gián đoạn sinh học như trên, yếu tố kinh tế, xã hội cũng có thể góp phần khiến sức khỏe kém đi nhanh chóng. Mặt khác, trong một cuộc thí nghiệm, các nhà khoa học đã bất đồng hóa thời gian ăn uống và nhịp điệu sinh học của tình nguyện viên bằng cách là trì hoãn thời gian đi ngủ và thức dậy muộn hơn so với bình thường trong vòng 10 ngày liên tục. Sau đó, họ phát hiện những người này có chung tình trạng tăng huyết áp, khả năng kiểm soát insulin và lượng đường trong máu kém đi rõ rệt, độ nhạy insulin giảm, cân nặng có xu hướng tăng. Đồng thời, họ cũng cho biết những dấu hiệu trên đều liên quan tới bệnh đái tháo đường. Do đó, họ đưa ra kết luận giới hạn thời gian ăn uống có thể giúp bạn phòng ngừa tình huống tăng cân ngoài ý muốn. Từ đó, một số bệnh lý liên quan như gan nhiễm mỡ hay vấn đề chuyển hóa cũng được ngăn chặn ngay từ đầu. Một số vấn đề sức khỏe khác dựa trên ý tưởng từ cuộc nghiên cứu của chuyên gia Panda, tiến sĩ Peterson cũng đã triển khai dự án của mình với đối tượng là đàn ông trưởng thành bị đái tháo đường. Thí nghiệm được chia thành hai giai đoạn, gồm giai đoạn 1, thời gian ăn uống mỗi ngày của tình nguyện viên là 12 giờ, kéo dài trong 5 tuần liên tục. Giai đoạn 2, thời gian ăn uống rút ngắn lại còn một nửa và bắt đầu vào buổi sáng. Ngoài ra, các tình nguyện viên cũng được cung cấp đủ calo để duy trì cân nặng hiện tại của họ. Kết quả cuối cùng cho thấy, việc giới hạn thời gian ăn uống đã giúp những người đàn ông này hạ nồng độ insulin, giảm bớt mức độ stress oxy hóa, giảm cảm giác đói vào ban đêm giảm dần, hạ chỉ số huyết áp đáng kể, huyết áp tâm thu giảm xuống 11 đơn vị, trong khi huyết áp tâm trương giảm 10. Mặc dù nhiều cuộc nghiên cứu đã cho thấy ăn vào ban ngày sẽ tốt cho quá trình trao đổi chất cũng như sức khỏe hơn, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc bạn nên bỏ bữa tối. Thay vào đó, bạn có thể giảm bớt lượng calo trong bữa ăn này lại. Ngoài ra, một nhóm các nhà khoa học ở iShock còn cho biết việc giảm dần lượng calo qua mỗi bữa ăn trong ngày có khả năng giảm nhiều cân hơn ở những người béo phì, đồng thời cải thiện đáng kể những yếu tố nguy cơ về đường huyết, insulin và tim mạch. Chuyên gia Peterson còn cho hay, kết quả trên rất giống với các câu thành ngữ lâu đời: hãy ăn sáng như một vị vua, ăn trưa như một hoàng tử và ăn tối như một kẻ ăn mày. Tất cả các thực phẩm mà chúng ta ăn đều cung cấp các chất dinh dưỡng, năng lượng và vi chất cần thiết để cơ thể duy trì hoạt động và khỏe mạnh. Trong một ngày, nhu cầu của cơ thể thay đổi. Và nếu bạn biết ăn uống gì lành mạnh, cung cấp cho cơ thể đúng những gì nó cần theo đúng giờ, thì chắc chắn bạn sẽ đạt được những mục tiêu sức khỏe của mình như giảm cân, kiểm soát đường hay là mỡ máu. Và để hiểu được vào thời điểm nào nên ăn thực phẩm gì, thì hãy cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của cơ thể chúng ta trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay. Đầu tiên, vào buổi sáng, bạn có để ý rằng qua một đêm dài ngủ dậy, bạn thường có cảm giác đói hoặc là cảm thấy mệt. Lý do là vì vào thời điểm này, cơ thể bạn không có nhiều năng lượng vì cả đêm không được nạp thêm. Lúc này, lượng carbon hydrate trong cơ thể rất thấp, lượng đường trong máu cũng thấp. Carbon hydrate là chất cung cấp nhiều năng lượng nhất để hỗ trợ các hoạt động trong cơ thể. Nên khi thiếu carbon hydrate trong thời gian quá dài, cơ thể có thể phá vỡ protein ở cơ bắp để có được một năng lượng cao hơn. Khi lượng protein này bị phá vỡ, không những bạn sẽ mất đi cơ bắp mà bạn sẽ càng cảm thấy mệt mỏi, các hoạt động của cơ thể sẽ bị trì trệ, từ đó kéo theo tốc độ chuyển hóa chất béo chậm lại và tích tụ trong cơ thể.
Tốt nhất, bạn nên ăn sáng trong khoảng 1 giờ sau khi thức dậy để cung cấp carbon hydrate, protein cho cơ thể kịp thời. Thời điểm hoàn hảo nhất cho bữa sáng nằm trong khoảng 7 đến 8 giờ và các bạn cũng cần lưu ý, không nên ăn ngay khi vừa thức dậy mà hãy để cách ít nhất là khoảng 30 phút. Trong thời gian đó, chúng ta hãy vận động cơ thể một chút và làm vệ sinh cá nhân. Bạn cũng không nên ăn sáng sau thời gian này bởi ăn muộn sẽ làm ảnh hưởng tới bữa trưa. Một bữa sáng tốt kết hợp với bột yến mạch, trái cây và trứng. Bột yến mạch và trái cây sẽ giúp ổn định lượng đường trong máu. Bên cạnh đó, các nguồn protein từ lòng trắng trứng sẽ giúp tránh đi sự hủy hoại của các cơ. Thứ hai, vào giữa buổi sáng. Nếu bạn đã ăn sáng, lượng đường trong máu đã được phục hồi, các cơ quan cũng được cung cấp protein, sự trao đổi chất diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, các hoạt động cơ thể buổi sáng sẽ làm lượng đường trong máu giảm xuống, nguồn năng lượng cũng như không còn được đầy đủ như trước. Vì vậy, nếu không bổ sung thực phẩm, bạn có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt, tụt huyết áp. Lúc này, mẹo tốt nhất để bạn duy trì sự tỉnh táo, minh mẫn, tràn đầy sức lực là bổ sung ngay thực phẩm giàu carbon hydrate, tiêu thụ nhanh và protein tiêu thụ chậm. Sữa là một lựa chọn tốt ở thời điểm này. Sữa có chứa casein, một protein hấp thụ chậm, giải phóng axit amin giúp xây dựng các cơ. Sữa cũng có chứa carbon hydrate giúp từ từ chuyển đổi lactose thành glucose để dễ dàng sử dụng nguồn năng lượng. Ngoài ra, bạn cũng có thể ăn hoa quả để bổ sung carbon hydrate cho cơ thể một cách nhanh nhất. Thứ ba, vào buổi trưa. Vào thời điểm này, cơ thể cần được cân bằng. Bữa trưa là bữa ăn lớn thứ hai trong ngày và bạn cần phải cung cấp đầy đủ năng lượng cho các hoạt động của cơ thể trong buổi chiều. Bữa ăn này cũng rất quan trọng trong việc giữ gìn cơ bắp, vì nếu thiếu năng lượng, cơ thể sẽ lấy đi protein từ cơ bắp để tái tạo năng lượng. Nếu bạn ăn một bữa trưa chất lượng, bạn sẽ giảm được sự thèm ăn đồ ngọt vào buổi chiều khi lượng đường trong máu bắt đầu sụt giảm. Về cơ bản, bữa trưa của bạn nên hạn chế đường hấp thụ nhanh, nên bao gồm rau họ bắp cải, súp lơ, đảm bảo có ăn rau xanh để cung cấp nhiều chất xơ hơn. Các loại thực phẩm này sẽ phát triển đường trong máu rất chậm, do đó sử dụng ít insulin hơn. Nhờ đó bạn không bị tăng cân do sự tăng vọt trong hoạt động insulin sẽ thúc đẩy lưu trữ chất béo. Bạn nên bổ sung protein trong bữa trưa từ các thực phẩm như trứng, thịt gà, cá rán, gà, nấm, đậu phụ. Bữa trưa cũng nên bao gồm axit béo thiết yếu như chất béo không bão hòa đơn, như loại hạt này, quả bơ, dầu ô liu, hạt lanh, và không bão hòa đa như cá, nước lạnh, cá ngừ, cá hồi, ốc chó. Axit béo omega 3 phát hành EPA và DHA có tác dụng giảm viêm, cải thiện lưu lượng máu, do đó hỗ trợ việc hình thành cơ bắp. Axit béo omega 3 cũng được biết đến để giảm nguy cơ các bệnh khác nhau như bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch và ung thư. Thời điểm tốt nhất để ăn trưa là khoảng 13 giờ. Tuy nhiên, tùy vào tình hình sắp xếp công việc, bạn có thể ăn trưa trong khoảng thời gian là 12 giờ 30 đến 14 giờ đều được. Ăn trưa quá sớm sẽ khiến bạn ăn không thực sự ngon miệng, còn ăn quá muộn sẽ khiến dạ dày khó chịu, cơ thể mệt mỏi, uể oải vì đói và qua cơn đói, cơ thể không còn muốn ăn nữa, lâu dần sẽ dẫn tới chán ăn. Lưu ý, thời gian ăn trưa nên cách bữa ăn sáng ít nhất là 4 tiếng, như vậy sẽ đảm bảo ngon miệng hơn và thuận lợi hơn cho việc tiêu hóa thức ăn. Thứ tư, giữa buổi chiều. Để giữ cho sự trao đổi chất của cơ thể và để tránh khủng hoảng năng lượng vào giữa buổi chiều, bạn cần ăn một chút đồ ăn nhẹ nào đó tốt cho sức khỏe như các loại hạt, đậu. Các loại hạt thường là nguồn chất béo tốt, lại có thể cung cấp một tỷ lệ nhỏ protein. Cuối cùng là vào buổi tối. Thời điểm tốt nhất để ăn bữa tối là 18 giờ 30. Tuy nhiên, nếu công việc quá bận rộn, bạn có thể ăn muộn hơn một chút, chỉ cần đảm bảo bữa tối ăn trước 21 giờ là được. Tương tự như bữa trưa và bữa sáng, ăn quá sớm thì không ngon mà ăn quá muộn thì lại khiến dạ dày bị khó chịu. Hơn nữa, sau bữa tối sẽ là khoảng thời gian đi ngủ nên nếu ăn quá muộn còn khiến cho hệ tiêu hóa làm việc không hiệu quả, mỡ tích tụ gây tăng cân, làm tăng kích thước vòng eo. Các bạn nên ăn tối trước khi đi ngủ ít nhất là 3 tiếng đồng hồ. Cụ thể, nếu bạn thường đi ngủ lúc 22 giờ thì hãy ăn tối vào khoảng 19 giờ nhé. Bữa tối không nên có thực phẩm có chứa quá nhiều dầu mỡ, mà thay vào đó là các thực phẩm nhiều chất xơ như rau xanh. Bạn cũng có thể uống sữa buổi tối, nhưng không nên uống trước khi đi ngủ khoảng 1 giờ đồng hồ. Quý vị và các bạn thân mến,
Bữa ăn rất quan trọng cho cơ thể con người và nó sẽ cung cấp các dưỡng chất và năng lượng cho cơ thể bạn trong suốt cả một ngày làm việc. Thế nhưng, giờ giấc ăn uống như thế nào để có cơ thể vừa khỏe vừa đẹp thì không phải ai cũng biết. Sau khi ăn uống thì cơ thể của chúng ta cần phải có một khoảng thời gian nhất định để tiêu hóa thức ăn và hấp thụ các chất dinh dưỡng. Vì vậy, việc ăn uống và giờ nào rất quan trọng. Các bạn hãy chú ý đến những chia sẻ ngày hôm nay mà An Tâm Sống Khỏe mang đến. Chúc quý vị và các bạn luôn luôn sống vui, sống khỏe cùng với những thông tin bổ ích từ chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của An Tâm Sống Khỏe.